chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa tự do dân chủ văn minh và thịnh vượng không còn nữa, thay vào đó là sự kìm kẹp của một chế độ cộng sản vô nhân bản bắt bớ tù đầy tước đoạt tài sản. Người dân miền Nam vào thời đó hoàn toàn trở thành trắng tay. Nạn đói khổ lan tràn trên khắp toàn miền, khiến người dân miền Nam phải đi tìm cuộc sống mới. Đó là họ phải vượt biên đi tìm tự do. Có nhiều trăm ngàn người đã bỏ xác trên biển Đông, ngã mình trên rừng vắng. Cũng có hàng trăm ngàn người đã chịu nhục nhằn, nhưng cả triệu người không chuồn bước lũ lượt ra đi chấp nhận hiểm nguy. Bất kể sinh mạng liều chết ra đi, tự do chất chứa cái quyền được sống làm người, những quyền ấp ủ cuộc sống no lành. Đường đi tới tự do gian nan phủ đầy máu lệ, thịt xương vương vãi dọc đường. Những gì thuyền nhân bộ nhân Việt Nam đã trải qua chưa một lần xảy ra trong nhiều nghìn năm lịch sử của loài người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên của đôi tân hôn trẻ, con của hai gia đình cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Trước năm 1975, hai gia đình ở trong trại gia binh. Sau năm 1975, hai người cha bị Việt Cộng bắt đi tù cải tạo. Hai gia đình bị Việt Cộng đuổi ra khỏi trại gia binh. Hai gia đình gom vàng cho hai đứa con vượt biên. Đêm vượt biển, hai gia đình tổ chức đám cưới cho hai đứa con của mình. Đến khuya, thay vì đám rước về nhà trai thì ra thẳng biển lên thuyền vượt biên. Mặc dù đã kết hôn nhưng đôi vợ chồng trẻ chưa đồng phòng, nghĩa là cô vợ vẫn còn trinh nguyên. Thuyền ra biển Đông thì gặp hải tặc tấn công cướp của và bắt phụ nữ qua tàu của hải tặc. Đàn ông người nhỏ thì bị hải tặc chém chết. Người chồng thấy vợ mình bị hải tặc bắt đi thì xông lên cứu, bị hải tặc chém gục. Người vợ thấy chồng bị gục bèn nhảy xuống biển tự tử. May thay có thương thuyền đi qua cứu vớt những người bị thương sống sót. Người chồng được cứu sống và thề sẽ không lấy vợ khác để tôn thờ người vợ quả cổ còn trinh nguyên. Sau khi qua được Hoa Kỳ thì anh cưới vợ, nhưng hương hồn người vợ trinh nguyên ghen tị lôi chân người vợ mới. Câu chuyện có tiêu đề Oan Hồn, tác giả Phạm Thành Châu. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Vợ tôi tưởng có chuyện ma hiện hình nên sợ, đến khi nghe kể thì chẳng có ma quái gì. Lại nghe tôi bàn tình hợp lý nên thúc hỏi chết là hết. Anh để ý con Mai thì nên tiện tới, đừng để nó xin được việc làm đi xa thì xôi hỏng bỏng không. Không có cô nào hoàn hảo như con Mai, tôi bảo đảm với anh sau này cưới về có gì không bằng lòng nó thì cứ lôi tôi ra mà mặn vốn. Anh ta có vẻ siêu lòng. Chúng tôi bàn tỉnh đưa ra một chương trình giúp anh ta tiện đến với cô sinh viên Mai. Trước hết anh ta về khẩn với linh hồn cô vợ, nếu không bằng lòng thì cho biết hoặc trong giấc mơ hoặc một hiện tượng nào đó ngược lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rồi thì hai người, anh ta với cô Mai, sẽ gặp nhau tìm hiểu. Nếu hợp thì tiến hành lễ cưới. Trước khi ra về, anh ta dặn chúng tôi là đừng cho cô Mai biết gì về chuyện riêng ma đỏ của anh ta. Tối đó, chờ cô Mai về, vợ tôi lò dò vô phòng cô ta, tỉ tê to nhỏ cả bụi rồi lên bảo tôi xong rồi. Để hai anh chị làm thân với nhau, mình khỏi phải cần phiền chúng nó nữa. Tuy nói vậy, chứ vợ tôi vẫn cứ tò mò hỏi chừng cô sinh viên tình hình ra sao. Thì ra họ đã hẹn nhau đi ăn tiệm, đi shopping, đi xem phim.
cô gái đã có việc làm, anh chàng kia thì đã mua nhà từ lâu, nên chuyện sống chung của hai người không thấy trở ngại nào. Khoảng 3 tháng sau, cả hai bảo cho chúng tôi biết họ sẽ làm đám cưới và chờ chúng tôi việc thực hiện các nghi lễ truyền thống như lễ hỏi, lễ cưới. Về tiệc cưới thì có nhiều bạn học giúp tổ chức sắp xếp mọi việc chúng lo hết, vì cha mẹ của cô dâu chủ rể đều còn ở bên Việt Nam nên phải nhờ tôi thay mặt cho nhà gái một gia đình khác đại diện nhà trai. Tối đó tiệc cưới chậm nhất lúc 12 giờ khuya. Chúng tôi không quen thức khuya nên về đến nhà là lăn đùng ra ngủ vùi. Khoảng 2 giờ sáng, chuông điện thoại reo. Vợ tôi bắt lên nghe: "Cô đây sao, muộn về đây hả? Bây giờ con đang ở đâu? Để cô chủ mở cửa đón con 5 phút nữa hả? Được bay con." Vợ tôi bảo: "Ra mở cửa đón con Mai. Không hiểu có chuyện gì mà nó bỏ chồng về đây." Tôi lầu bầu: "Làm Mai thì phải ráng mà làm." Tôi vừa mở cửa thì xe cô Mai cũng vừa ngừng trước sân. Cô ta chạy ào vô nhà, không kịp tắt máy xe. Tôi ra tắt máy xe vào xem chuyện gì đã xảy ra. Thấy cô ta ôm vợ tôi cứng ngắc, không nói tiếng nào, người run cầm cập. Vợ tôi cục đâm hoảng, họ dồn dập: "Có chuyện gì vậy?" Hỏi hoài mà chỉ nghe cô ta vừa thở vừa lị nhị trong miệng, chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau, cô gái mình nói rõ: "Ảnh đuôi ma trong nhà." Vợ tôi nghe thế co rụm người lại: "Ma nào? Ông ra đóng cửa lại mau, có chừng nó theo cô vô nhà. Con thấy con ma như thế nào?" "Con không biết. Con ma đàn bà ghê quá, nó nắm chân con lôi ra khỏi giường. Hai người đàn bà tự mình làm cho mình khiếp sợ thêm, cứ vơ tay tìm cái mền. Tôi thấy buồn cười nhưng cũng giúp đắp kín mít hai người trong mền, chỉ để lộ hai cái đầu để tiện nghe họ đổi đáp." Vợ tôi thì thào, ông ra thắp nhang trên bàn thờ, khẩn vải cho con ma đi ra. Tôi dọa thắp nhang, chúng ngửi mùi thơm kẹo vào thêm đông vui, muốn thắp thì thắp. Vợ tôi nạt: "Người ta đã sợ muốn chết còn nhạt nữa, ông đi nấu miệng nước pha trà cho nó uống tỉnh trí." Tôi đi pha trà, thêm cho một người một viên thuốc chống dị ứng, làm cho buồn ngủ. Một lúc sau, cả hai đã chìm vào giấc ngủ. Tôi ra salon nằm, gọi điện thoại để chàng rể: "Có chuyện gì mà cô dâu bỏ về đây vậy? Cháu không rõ." Vừa tắt đèn thì cô ấy bắt mở đèn, vì cô bảo thấy có người trong phòng. Mở đèn một lát, cô vừa thiếu thiếu ngủ thì bọc vùng dậy bảo: "Anh nuôi con ma trong nhà." Rồi chụp lại chìa khóa xe tung cửa chạy ra ngoài lại xe đi. "Nhưng cháu có thấy ma quái gì đâu. Anh có dẹp cái trang thờ vợ trước của anh chưa? Cháu đem di ảnh vợ cháu cùng với lư hương chứng đèn vào closet trong ngăn treo áo quần, trang thờ trọng trơn. Tôi nghĩ anh nên thiết lập lại trang thờ để di ảnh người đã khuất cùng với đồ thờ trên cùng với lễ vật. Sau đó anh thử khẩn xin vong hồn người quả cổ thông cảm cho anh mà bận dần hơn. Đừng phá cô Mai nữa. Cháu định bán ngôi nhà này nhưng chưa biết thờ di ảnh vợ cháu ở đâu, vì nếu thờ nơi tụi cháu thì cô ta sẽ quậy phá Mai không yên đâu. Chỉ còn cách là để chùa xin mãi lễ cầu siêu rồi thờ luôn cô ta trong chùa, để vong hồn được nghe kinh kệ sớm siêu thoát. Tạm thời đừng liên lạc với cô Mai, coi như chẳng dứt để vong hồn của ta khỏi ghen tuông mà có thể làm hại cho cô Mai." Sáng hôm sau, tôi trấn an cô Mai, có lẽ cô nghe người ta kể chuyện ma nên bị ám ảnh, chữ thời này làm gì có ma. Cô Mai vẫn chưa hết sợ: "Tối hôm qua cháu thấy rõ ràng một người đàn bà từ trong closet đi ra,
đến cạnh giường chỗ chồng cháu nằm. Cháu tưởng ăn trộm bắt chồng cháu mở đèn thì chẳng thấy gì cả. Cháu nghĩ là nhà có ma nên sợ quá trùm mền kín mít. Ông chồng cháu ngủ, cháu mới thiêu thiêu thì cháu thấy lạnh ở cổ chân. Cháu nghĩ mình để chân ngoài mền nên co chân lại, không ngờ chân cháu như có ai dịch lại bằng hai bàn tay lạnh ngắt, không co lại được. Cháu nhìn xuống thì thấy lờ mờ người đàn bà lúc này đang cúi xuống như cổ lôi cháu ra khỏi giường. Cháu co chân kia đạp cho bà ta một đạp rồi vùng dậy lại xe về đây. Lúc đó là ban ngày mà vợ tôi cũng rụt chân lên ghế, đã sợ mà còn hỏi thêm con thấy con ma ra sao. Nó chỉ lờ mờ nhưng cháu biết đó là một người đàn bà tóc rủ trước trán che không thấy mặt, hai cánh tay với mấy ngón tay chỉ còn xương giống như hình chụp x-quang tuyến x-ray. Trước giờ cháu chưa hề thấy ma, cháu cũng không sợ ma, nhưng bây giờ cháu biết chắc là nhà đó có ma. Tôi đề nghị cô Mai đừng liên lạc với chồng cho đến khi nào chuyện ma đỏ giải quyết xong. Mấy hôm sau tôi gọi cho chàng rể thì anh ta kể lại như sau. Cháu theo lời chủ thiết lập lại trang thờ cùng với lễ vật, rồi cháu lên nhang đèn và khẩn rằng tuy cháu vẫn thương yêu cô ta, người vợ quả cổ, nhưng âm dương cách trở, chỉ có thể gặp nhau sau khi cháu giả từ cuộc sống trên thế gian này để về với cô ta. Hiện tại cháu không thể sống một mình mà vì sau này khi lớn tuổi bệnh hoạn già yếu không ai chăm sóc, mong cô ta thông cảm để cháu có một người bạn gái bên cạnh. Cháu nghĩ rằng vợ cháu thân xác đã tan rã nơi đại biển trong cõi u minh lạnh lẽo, chỉ còn cháu là nơi để linh hồn vợ cháu nương tựa tìm hơi ẩm của tình vợ chồng. Nay có một người thứ ba chen vào, vợ cháu sẽ đau đớn buồn rầu lắm. Cháu ôm di ảnh vợ của cháu mà khóc và khẩn rằng nếu không muốn cháu lấy vợ thì bảo mầm cho cháu biết, nếu không bảo mầm thì coi như bằng lòng. Tôi bảo dù cô ta có cho anh lấy vợ nhưng không có nghĩa là cô ta không ghen, không thù hận người chiếm đoạt tình cảm của chồng mình. Cháu nghĩ khi một người đã chết rồi, linh hồn không thể ghen tương được nữa. Tôi nghe người ta nói những người chết oan chết thất tình, tức là bất đắc kỳ tử, nhất là những cô gái còn trinh, thần thức không chịu rằng mình đã chết, không chịu đi đầu thai, lúc nào cũng tìm về với người thân. Cô vợ quả cổ của anh càng yêu anh khi còn sinh tiền thì lúc chết linh hồn càng cuộn quýt bên anh, càng đau khổ càng ghen tương thù hận. Nó không để yên cho con nhỏ mai sống với anh đâu, nó chỉ cần nhạc ma vài lần là con nhỏ mai bỏ chạy ngay. Chủ nói có lẽ đúng. Khi cháu khẩn đến đẩy thì bỗng nhiên mấy cái gian chạy bùng lên, cháu thấp được nhang khác nó cũng chạy bùng lên đến từng gốc. Cháu nghĩ gian không được tốt nên không thấp nhang nữa, rồi đến lượt cái đèn cày. Cháu vừa quay lưng là một cái đèn cày bị tắt, cháu thấy cái khác cũng vừa quay lưng thì đèn tắt. Lần sau cháu thấp đèn lên, vừa quay lưng nhưng nhìn vào chiếc gương soi treo trên vách thì cháu thấy ngọn đèn như bị hai ngón tay vô hình bóp cái tim đèn khiến nó dẹp lại tắt ngậm, chứ không như bị gió thổi, ngọn lửa phải nằm rạp xuống trước khi tắt. Hôm sau cháu đến chùa kể hết mọi sự cho vị sư trụ trì. Thầy dạy rằng nhang chảy bùng chảy cả thân nhang thì gọi là hỏa hình nhang, là có sự giao cảm giữa hai giới âm dương. Một ngọn đèn bị tắt thì cứ nam tạ nữ hữu, theo đó mà biết người nam hay nữ sẽ tồn tại hồn ma theo ám hại. Cái vong này là trinh nữ, là cô gái còn trinh.
là oan hồn phụ tử đã thành quỷ nên lòng hành phải nhờ oai linh Phật tổ khuyên dù nó chiều về chùa, rồi phải cũng giải oan cho nó trong 49 ngày, sau đó mới chiều quy phục tam bảo, nghe kinh kệ và chuyển nghiệp lành, vạc sanh tịnh độ. Hồn ma thường rất sợ ánh sáng và tiếng đồng mạnh như tiếng pháo nổ, súng nổ. Vậy nên khi đem di ảnh của cái vong này từ nhà về chùa phải đốt một trại pháo giống như ở Việt Nam. Khi di quan khiêng quan tài ra khỏi nhà, người mình thường đốt trại pháo hoặc đập mạnh một cái nồi niêu gì đó cho hồn bạch hồn người chết ra khỏi nhà cùng với quan tài. Hôm lễ đưa xong, thầy và các Phật tử hộ niệm sẽ đến giúp, nhớ đem theo di ảnh của nó, di ảnh thay cho thần chủ bài vị là nơi vong linh nó ẩn náu. Tôi khuyên anh ta không liên lạc với cô Mai trong một thời gian, khi nào xong lễ giải oan yên ổn sẽ tỉnh sau. Chúng tôi ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, gần thủ đô Hoa Thịnh Độ, Washington DC. Mỗi năm đến lễ Quốc khánh Hoa Kỳ, tức là ngày 4 tháng 7, buổi tối có đốt pháo bông. Gia đình chúng tôi gồm con cháu sau này có cô Mai, sinh viên ở trò, kéo nhau lên thủ đô gần cây bụt chì để xem đốt pháo. Quốc khánh năm nay vợ tôi gõ cửa rủ cô Mai cùng đi, thì cô không có trong phòng, gọi điện thoại cầm tay, điện thoại đã đóng, gọi cho chồng cô, điện thoại cũng đóng. Khi mở phòng cô Mai mới biết tất cả, những gì của cô đã dọn sạch, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ vợ chồng cháu sẽ gửi thư cho cô sau. Cả hai bị mật lặng lẽ dọn đi nơi khác, có lẽ sợ hồn ma cô gái kia đi theo. Hai tháng sau, tôi nhận được một lá thư không ghi tên, không địa chỉ người gửi, dấu nhật ấn bưu điện cho thấy thư được gửi từ một thành phố rất xa, chỉ vỏn vẹn mấy dòng. Tụi cháu không dùng tên cũ trong giao tiếp với bạn bè, không gọi nhau tên thật. Hốt quốc khánh, hai đứa cháu đi hai chiếc xe riêng, lấy bột màu bôi khắp mặt mũi, chân tay, đến chỗ cái bụt chì trên Washington DC, ngồi hai nơi cách xa nhau, chờ đốt pháo bông. Khi ảnh chớp và tiếng pháo nổ rồ lên, thầy trụ trì nói, nó có theo chồng cháu đến đó mà nghe pháo nổ, ánh sáng xanh đỏ khắp nơi, ắt phải hoảng kinh bỏ chạy. Nhưng nhịp đỏ chồng cháu lại xe chạy trước, cháu chạy sau. Tụi cháu đi suốt đêm xa lắm, vì đã xin việc từ trước đến cuộc sống tụi cháu không có gì trở ngại. Từ hôm đó đến nay, cháu không còn bị quậy rầy nữa, cầu mong Phật tổ từ bi cứu độ cho chị ấy, hiểu thấu lẽ vô thường, không còn đau khổ, lưu luyện cõi trần mà siêu thoát vào cõi hư vô. Vợ chồng cháu rất cảm ơn cô chủ, chúc cô chủ sức khỏe. Đọc xong thư, tôi đưa cho vợ tôi đọc. Bà đọc mấy dòng đầu đã co chân lên ghế, đến cuối thư thì mặt mày xanh lét, vội vứt lá thư đi. Tôi dọa con ma đỏ không theo được với thằng kia đến tạm trụ ở đây, nó đang đọc thư chung với bà đỏ, để tôi định chùa mời thầy trụ trì đến tiếp dẫn nó về chùa. Tôi lại chìa khóa xe để đi chùa. Mọi khi đi đâu tôi phải chờ nửa tiếng để vợ tôi trang điểm. Nay thì chẳng phải trang điểm ăn diện, vừa nghe tôi nói bà đã phóc ra xe trước tôi, ngồi chờ mà mắt lão liêm dòm chừng số xe, tìm xem nó có quả gian ở ghế sau không. Tôi cười thầm, hỏi với giọng khiêu khích, từ nay có còn đòi ngủ riêng hay vẫn tiếp tục ngủ chung với tôi? Nói xong tôi mới biết mình hở. Nguyên nhân như thế này, mỗi khi gây lộn với tôi, vợ tôi đòi ngủ riêng, tôi mừng trong bụng, chỉ cầu cho bà nội là làm. Nhưng tôi phải giả bộ đau khổ lo lắng, bà khỏi lắm thỉnh thoảng lại đem vụ ngủ riêng ra để đàn áp tôi. Bây giờ tôi trọc dọa, trong nhà có con ma đỏ thì
tôi vô giường, thay vì xô tôi ra như mọi khi, bà sẽ ôm tôi cẩn ngắt như thời mới cưới nhau. Con là nợ, vợ là quan gia, tôi già rồi, gần chết rồi mà vẫn bị cái quan gia đó ôm cẩn ngắt. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên của đôi tân hôn trẻ, con của hai gia đình cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Hai gia đình ở trong trại gia binh. Sau năm 1975, hai người cha bị Việt Cộng bắt đi tù cải tạo. Gia đình bị Việt Cộng đuổi ra khỏi trại gia binh. Hai gia đình gom vàng cho hai đứa con vượt biên đến vượt biển. Hai gia đình tổ chức đám cưới. Đến khuya thay vì đám rước về nhà trai thì ra biển lên thuyền vượt biên. Mặc dù đã kết hôn, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa động phòng, nghĩa là cô vợ vẫn còn trinh nguyên. Thuyền ra biển đông thì gặp hải tặc tấn công cướp của và bắt phụ nữ qua tàu của hải tặc. Đàn ông người nhỏ thì bị hải tặc chém chết. Người chồng thấy vợ mình bị bắt đi thì xông lên cứu, bị hải tặc chém gục. Người vợ thấy chồng gục bèn nhảy xuống biển tự tử. May thay có thương thuyền đi qua cứu vớt những người bị thương còn sống. Người chồng được cứu sống và thề sẽ không lấy vợ, tôn thờ người vợ quả cổ trinh nguyên. Sau khi qua được Hoa Kỳ, anh cưới vợ, nhưng hương hồn của người vợ trinh nguyên ghen tị, lôi chân người vợ mới. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.